Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng làm bài dance TikTok mix 3 bài. Thứ nhất là bài Say So, thứ hai là bài Lai Giác và bài cuối cùng là Do It Again nhé. Cùng tập nha. Với bài đầu tiên, nhảy bóp này. Bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác cho các bạn nhé. Đầu tiên, hai tay đặt chéo, hất xuống dưới, sau đó mở lòng bàn tay đến một độ cao tầm mắt, úp cho mình lòng bàn tay và hất ra hai bên. Tiếp theo, thả tay trái, tay phải nhử ra và đấm vào đầu hai lần, đấm nhẹ hai lần. Còn về phía chân, nhún xuống, nhún 4 lần. Nhưng khi mọi người nhún này, nhấc cho mình gót chân phải đầu tiên, đưa đầu gối chéo sang, nhún, hạ gót, nhấc gót còn phía bên tay trái, nhấc gót trái, nhún và nhún. Lần thứ tư thì vẫn là chân này. Thử lại chân của mình này, nhấc, nhún. Bây giờ mọi người kết hợp cả chân cả tay nhá. Chéo, nhún, lên, nhún và nhún. Thử lại này. Chéo, nhấc gót, nhún, lên, gót, nhún và nhún. Động tác tiếp theo, hai tay để ngang, mắt nhìn qua phải, sau đó về thẳng. Tiếp theo, để cả vai, cả hai tay lên, vai, hai tay và để bóp, sau đó hạ xuống. Giờ mọi người thử động tác lại một lần, mình này từ đầu, chéo, nhấc, nhún, lên, nhún và nhún hai lần, ngang, về và lên. Tiếp theo mình sẽ đếm nhịp nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần tiếp theo thì mình sẽ nhét lời, nhét nhạc cho các bạn này. Chậm nhá. Ta, 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 ta. Why don't you say so? Phần nhạc nhá. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ta 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 ta. Why don't you say so? Đấy là xong bài thứ nhất. Đến bài thứ hai, bài Lai Giác. Đầu tiên mình sẽ nhảy mẫu này. Bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác. Đầu tiên chân trước mỗi bước sang hai bên, bên phải trước này. Bây giờ thêm một cái lớp quấn sóng từ xuống hông, về chân, sóng, về chân. Lớp thứ ba, bước sang phải thì dùng tay phải đưa qua sau đầu, bước, tay, quấn sóng, thu về thì hất tay lên trước. Tương tự, thử lại này. 5, 6, 7, đi phải, phải, tay, trái, tay. Tiếp theo, thu tay trái về ngang, tay phải để hình bắn súng,
Ở đây vượt xuống, lên, nhắm bắn, bằng kết hợp này, bước qua phải, tay, trái, tay, xuống, lên, bắn, bùm. Tiếp theo mình sẽ đếm nhịp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào nhà tắt. Ta 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 ta. Tiếp theo là đến bài thứ 3, do it again. Mình sẽ nhảy mẫu một lần nhé. Tiếp theo là đến giải thích động tác. Đầu người đã chéo tay này, hất xuống, làm hai lần như vậy và hất. Sau khi hất hai lần về vị trí này, đầu người chỉ hai tay lên trước là được, hoặc là chỉ trên, chỉ đây, tùy nhau. Tiếp theo, ngồi xoay cho mình vòng tay vào với nhau và hạ xuống. Đang chéo tay sang, đưa lên chéo về như thế này. Tiếp theo này, lấy tay này, hạ xuống này và đưa qua vai và đẩy thẳng xuống. Khi đẩy thì gót nhún lên. Thử lại nhé. Chéo ra, chéo ra, chỉ xoay xuống, chéo ra, lên và hướng ngang về vai đẩy. Nhanh hơn một chút này. Chéo ra, ra, chỉ xoay vòng tay xuống, chéo ngang, lên và ngang vai đẩy. Nhịp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nope. Điểm nhanh này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo mình làm cái bài này cùng các bạn. Chọc này. Ta 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 ta, let's do again. Ta 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 ta. Lại một lần nữa nhé. Nhanh hơn chút này. Ta 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 ta, let's do again. Nhanh, lặp lần nhanh này. Ta 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 ta, let's do it again. Ta 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 ta. Bây giờ thì mình sẽ thử vào nhà cả ba bài luôn này. Chấp 5, 6, 7, 8. Ta 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 ta. Lại. Ta 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 ta. What do
trôi xe dù ta 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 Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn bài nhảy mix 3 bài Say So, Light Up và Do It Girl Again rồi. Bài nhảy đến đây là xong. Bài nhảy đến đây là xong rồi. Chúc mọi người thành công nha. Okay.